Một vấn đề tiếp theo đó là chúng ta cần phải tìm hiểu về cách bấm huyệt chữa bệnh tức ngực khó thở. Bệnh tức ngực khó thở là người bệnh có thể cảm thấy buồn ngực buồn tức, hít thở không thông suốt. Thường thấy trong trường hợp người bệnh thì bị cảm cúm, viêm phế quản, bị nhiễm hen suyễn hoặc là trong quá trình tình cảm bị kích động. Chúng ta bỏ qua cách chữa thứ nhất nhé, mà chúng ta tìm hiểu vị trí huyệt vị thôi. Từ đó chúng ta mới tìm hiểu cái cách chữa. Đó là huyệt thiện trung. Ở đây người ta bảo là hình thứ 33. Huyệt thiện trung, để xem nào. Thiện trung là đảng trung đó. Hay gọi là từ đảng trong Đông y, nghĩa là ngăn cản tà khí, là nguyên nhân gây bệnh xâm nhập vào tâm chi tạng. Tạng là tim, tạng của tim đấy, bao bọc tâm chi tạng với sự tăng cường bảo hộ của màng cơ hoành cách. Từ trung có nghĩa là trung tâm điểm, tức là trung ương. Vì thế đảng trung có nghĩa là huyệt đạo nằm ngay ở giữa ngực, bảo vệ tâm chi đà chi tạng. Ngoài ra nó còn có ý nghĩa là chỉ mùi tanh hôi của dê, tức là mùi hôi tanh được suy ra từ đó, được suy ra từ vị trí huyệt đảng trung nằm ở chính giữa hai bầu vú, do đó cũng là có mùi tanh của sữa. Đảng tức là trắng đục. Trung ở vị trí màng bảo vệ tim, trung ở giữa huyệt ở hai vú ở gần tim, vì vậy gọi là đảng trung. Tên khác ví dụ như là chiên trung, thượng khí hải, đặc tính là huyệt thứ 17 của mạch nhâm, huyệt hội của khí, huyệt mộ của tâm bào. Vị trí là điểm gặp nhau giữa của đường dọc giữa xương ức với đường ngang qua hai nhóm vú của đàn ông, hoặc là ngang qua bờ trên của hai xương ức thứ năm của đàn bà. Đó là huyệt đảng trung. Đấy. Đối với đàn ông thì nó là gặp nhau của đường dọc giữa hai xương ức với đường ngang qua hai núm vú của đàn ông. Đấy. Hoặc là ở đàn bà thì nó là ở đây có nhỉ, mình tìm thử xem nào, tôi tạm qua cái việc đàn bà đi. Thì giải phẫu là dưới da của xương ức, da của huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D4, tác dụng là điều khí, giãn nghịch, thanh phế, hóa đàm, đàm đờm ấy, thông ngực, lợi cách, mô. Chỉ trị là trị ngực đau, hen suyễn, thở kém, nấc, sữa ít, màng ngực viêm, thần kinh liên sườn. Đấy. Đây. Thấy chưa? Đấy. Đây là huyệt thiện trung, huyệt nội quan. Nội quan thì nó chỉ hình 31. Nội quan đâu? Thiện trung đây. Đấy, đây là cái huyệt thiện trung. Nội quan. Nội quan thì ở phần trước đã có tìm hiểu rồi. Khí hoại, huyệt nội quan đây. Nếu mà chia cánh tay làm 12 phần đều thì nó ở nằm ở vị trí thứ 10, tính từ đây cho đến đây là vị trí thứ 10 và ở chính giữa. Mình xem lại, xem cụ thể cái huyệt nội quan này nhé. Đây, đường ngón cổ tay huyệt nội quan đây, và được xác định đây bằng cách một ngón, hai ngón, và lấy cái ba ngón tay của bệnh nhân ấy. Đấy, ba ngón tay như trong hình này, tay in vào cái cổ tay của bệnh nhân, và từ đó ta xác định được cái huyệt nội quan. Huyệt nội quan thì trên cổ tay hai thốn, dưới huyệt giang sử một thốn, ở giữa khe gân cơ tay lớn bé. Đặc tính nó là huyệt lạc, ngoài huyệt thứ sáu của kinh tâm bào, tác dụng là định tâm, an thần, lý lý khí, trấn thống, thanh tâm bào, trị hồi hộp, vùng đau trước tim, vùng ngực, hông sườn đau, dạ dày đau, nôn, nấc, động kinh, vân vân. Đấy. Bây giờ chúng ta quay trở lại cái phần tức ngực này, thì chúng ta còn biết được hai huyệt này, và ta sử dụng hai huyệt này như thế nào vào việc chữa bệnh tức ngực. Đó là ta dùng ngón cái hoặc là ngón giữa, một tay day ấn vào huyệt thiện trung,
Đồng thời ngón cái khác thì ấn một huyệt nội quan, mỗi huyệt là 100 đến 200 nhát. Như vậy là một tay ta day vào ấn huyệt thiện trung, huyệt còn lại thì ta ấn vào huyệt nội quan. Một tay ấn vào huyệt thiện trung đây, một huyệt còn lại thì ấn vào huyệt nội quan đấy, dùng ngón cái. Cách thứ hai đó là ta cần phải tìm hiểu các huyệt sau đây. Huyệt phế du, huyệt phế du thì ở khu bả vai trên lưng, tính từ điểm dưới mỏm gai sau đốt lưng ba sang hai ngón ngang hình 55, thì chúng ta có thể tìm hiểu ở đây. Phế du, đây đây là huyệt phế du. Trong tài liệu nó nói gì? Nó là khu bả vai trên lưng, đấy, tính từ điểm dưới mỏm gai sau đốt lưng ba đốt hoặc là sang hai ngón ngang. Đây này, ba đốt này, phế du này, một đốt, hai đốt, ba đốt, đây nó là huyệt phế du. Và nó cách là hai ngón tay một ngón, ở đây có thể tính một ngón này, ở đây là hai ngón này, hai ngón tay của bệnh nhân đấy. Đấy, như thế là ta xác định được huyệt huyệt phế du rồi. Đấy, cái huyệt tiếp theo đó là huyệt xiển tức, là ở lưng trên từ dưới mỏm gai sau đốt sống cổ 7 sang ngang một ngón ngang hình 55, cũng là hình đó nữa. Đấy, đây là huyệt xiển xiển tức này. Đấy, nó ở cái đốt sống đầu tiên và nó cách là tài liệu miêu tả gì nào, ở lưng trên từ dưới mỏm gai sang đốt sống bà cổ 7 ngang sang một ngón ngang. Đây đây này, đốt sống thứ 7 này, một này, tính từ dưới lên này, một hai ba bốn năm sáu, đâu đốt sống cổ thứ 7 chứ, nhầm 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 đấy, tức là nó ở đây, xiển tức ở đây, nó cách nhau một ngón này. Nhưng mà tính từ cái điểm giữa này đến điểm giữa cột sống này đến huyệt xiển tức là một ngón tay của bệnh nhân này, nó lấy ngón tay của bệnh nhân áp vào thì tìm được huyệt đấy. Thì cách áp dụng như thế nào? Cách áp dụng là đây là thiện trung này, trong hình nó nói rõ này. Đấy, cách thứ hai là dùng ngón cái hoặc là ngón giữa hai tay ấn mạnh vào huyệt phế du, ấn mạnh vào huyệt phế du đầu, phế du đầu đây, ấn mạnh vào huyệt phế du. Sau đó thì ở hai bên trước, rồi sau đó ấn dây huyệt huyệt xuyển tức mỗi huyệt là 10 đến 15 phút, mỗi ngày sớm tối một buổi một lần, mỗi ngày sớm tối mỗi buổi một lần. Cách này dùng nhiều cho bệnh hoa chuyển, tức là ta phải nhấn vào huyệt phế du và huyệt xuyển tức, huyệt phế du và huyệt xuyển tức, nhấn vào hai huyệt này. Và liều lượng đó là 10 đến 15 phút vào ngày, mỗi ngày sớm tối một buổi một lần. Đấy, cái này dùng cho ho suyễn là nhiều. Như thế thì ta đã kết thúc được cái phần mà ta bấm huyệt để chữa cái bệnh tức ngực khó thở tại đây. Và cái dùng trong trường hợp là thấy ngực buồn tức này, hít thở không thông suốt này, cảm cúm này, viêm phế quản này, hen suyễn này, hoặc là tình cảm kích động cũng sử dụng được nữa.